Khuya ngày 26 tháng 3, đoàn charter Nhật Bản ngắm hoa anh đào đầu tiên đã khởi hành. Chương trình thuê bao nguyên chuyến bay kết hợp cùng Vietnam Airlines trực tiếp đến Fukushima, Hitachi, Mito, Tokyo, núi Phú Sĩ, Nikko và Fukushima. Khởi hành lần lượt vào các ngày 27 tháng 3, 31 tháng 3, 4 tháng 4 và 8 tháng 4, duy nhất chỉ có tại Viettravel. Nếu như cung đường vàng Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto, Osaka đã dần quen thuộc với nhiều du khách Việt Nam, thì Fukushima, Ibaraki là những điểm đến mới đầy hấp dẫn. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh quan đặc sắc, hai thành phố này còn nổi tiếng với các mùa hoa khoe sắc quanh năm. Hiện nay, chuyến charter khởi hành ngày 8 tháng 4 với giá 39.990.000 đồng vẫn còn đang nhận khách. Đặc biệt khi mua tour này, du khách sẽ được hoàn tiền lên đến 3 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ Mastercard và nhận ngay vali xinh xắn. Hãy đi và cảm nhận mùa hoa xuân Nhật Bản theo cách riêng của bạn.